Hoàng Vy, xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và chúng tôi đang thư dở về Bộ Quốc phòng của Mỹ trong thời gian sắp tới. Trước đó Hoàng Vy có thưa những cái lời lo ngại đầy lo ngại của những vị thượng nghị sĩ bên phía Đảng Cộng hòa như là Tommy Tuberville. Ông nói là bây giờ nước Mỹ quân đội không có đánh được nước nào hết á. Cái concern đó nó cũng khá là chính đáng là bởi vì dĩ nhiên là nước Mỹ không thể chỉnh mãn. Nước Mỹ là đất nước mà có cái quân đội cái tiềm lực quốc phòng, năng lực quốc phòng mạnh nhất trên thế giới chúng ta biết. Nước Mỹ sở hữu nhiều cái đầu đạn, nhiều vũ khí nguyên tử nhất trên thế giới, chúng ta biết luôn. Nước Mỹ có nhiều kẻ thù nhất trên thế giới và có cái sự là liên quan can dự đến nhiều cái điểm nóng, những cái xung đột về địa chính trị nhất trên thế giới, chúng ta đều biết. Yes, yes và yes. Vậy thì cái người đứng đầu bộ quốc phòng Bộ trưởng Quốc phòng chắc chắn là sẽ phải là một vị tướng có nhiều tài thao lược, chắc chắn là quý vị sẽ nghĩ như vậy. Và cuối cùng, Tổng thống Donald Trump thưa quý vị đã tuyên bố là Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian sắp tới của nước Mỹ sẽ là một người dẫn chương trình truyền hình có tên là Pete Headset làm Bộ trưởng Quốc phòng, không phải vì cái tài thao lược của ông mà vì ông là một ngôi sao của truyền hình và xuất hiện trên đài Fox News từ những năm 2014 và bây giờ đang tham gia để dẫn chương trình Fox and Friends chắc chắn là quý vị sẽ rất là ngạc nhiên là bởi vì một cái sự lựa chọn mà làm cho nhiều người cảm thấy rất là ngỡ ngàng ông hết 44 tuổi là thiếu tá lục quân vệ binh quốc gia rồi cũng từng được điều đến vịnh Guantanamo và hai chiến trường Iraq và Afghanistan ông cũng có một cái viết về một cái cuốn sách về chiến tranh rồi trong đó ông có nói về cuộc chiến với những quân nhân rồi sự phản bội những người bảo vệ tự do, trong đó ông kêu gọi là nước Mỹ bây giờ phải bảo vệ quyền lợi cho quân nhân. Đó là cái background của ông Hess là và vị bộ trưởng quốc phòng trong thời gian sắp tới của nước Mỹ thưa quý vị. Nhưng sự lựa chọn một người dẫn chương trình ở trên đài truyền hình cụ thể là đài Fox mà chính những cái người host ở trên đài Fox người ta cũng té ghế, người ta bất ngờ và ngã ngửa về cái sự lựa chọn này. Cái việc lựa chọn một người dẫn chương trình trên đài Fox để ngồi vào vị trí mà lẽ ra phải là những cái vị tướng từ 4 sao, 5 sao trở lên làm cho rất nhiều những cái vị quan chức an ninh quốc gia và những người mà phân tích về quốc phòng rất là ngạc nhiên trước cái sự quyết định của tổng thống đắc cử Donald Trump thưa quý vị. Và ngay lập tức sáng từ sáng tới giờ rất nhiều những cái vị những cái nhóm cựu chiến binh họ bày tỏ cái sự phản đối hoặc là ngạc nhiên hoặc là giận dữ trên mạng xã hội ví dụ như ông Paul Rickoff là người sáng lập ra cái tổ chức Independent Veterans of America ông viết như thế này nè Hezet chắc chắn là một ứng viên có trình độ kém nhất cho bộ trưởng quốc phòng trong lịch sử mỹ và là người công khai quan điểm chính trị mạnh mẽ nhất nước Mỹ. Hãy chuẩn bị tinh thần. Ông Adam Smith là thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Có bày tỏ lo ngại là hết sức không có kinh nghiệm lãnh đạo một cái bộ máy phức tạp của ngũ giác đài. Ông này, ông dân biểu này nói là thú thật khoảng 20 phút trước nha. Tôi còn không biết ông ấy là ai nữa. Tôi không nghĩ rằng ông ấy có nhiều kinh nghiệm để mà lãnh đạo bộ quốc phòng mà nó quá phức tạp. Và làm sao để nhân vật này đi ra NATO thưa quý vị, nói chuyện với những cái vị tướng, những cái vị bộ trưởng quốc phòng của bên khối NATO liên minh quân sự NATO hay là những cái người đồng cấp ở những cái khu vực khác ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, ví dụ như là bên phía Israel rồi Iran rồi Bắc Hàn gì đó. Làm sao mà nói chuyện với những cái vị bộ trưởng quốc phòng đó là cái concern, cái lo ngại rất là lớn. Và nhiều người nói rằng ông headset này không có những cái mối quan hệ rộng rãi với các đồng minh trong bối cảnh mỹ có rất nhiều nhiều những cái vấn đề phức tạp như chúng tôi nói khi nãy những cái can dự ở châu á châu âu và trung đông thưa quý vị cho nên một lần nữa hoàng vi đọc được rất nhiều những cái lời gọi là vừa chúc good luck america praise yourself america hãy bảo trọng nước mỹ hãy bảo trọng trong thời gian sắp tới chúng ta không biết rằng nước mỹ sẽ tốt hơn hay là xấu hơn chúng ta hoàn toàn không biết Và dĩ nhiên bất kỳ một người dân Mỹ nào cũng sẽ có một cái sự hy vọng và cũng sẽ có một cái một cái lời chúc cho cái chính quyền sắp tới đây sẽ thành công để dẫn dắt nước Mỹ bởi vì chúng ta là một công dân trong đất nước đó thì chúng ta cũng sẽ được nhận được cái ơn phúc hay là cái sự khó khăn mà bất kỳ chính phủ nào nếu mà lãnh đạo hiệu quả thì người dân được nhờ mà nếu lãnh đạo yếu kém thì người dân gặp khó đó là chuyện rất là bình thường Chúng ta không biết nước Mỹ trong 4 năm sắp tới sẽ về đâu. Cái điều đầu tiên là phải tôn trọng ý chí của người dân Mỹ và người dân Mỹ đã lựa chọn Tổng thống Donald Trump. Cái vấn đề là những cái sự lựa chọn của ông trong suốt cái thời gian từ ngày hôm qua cho đến bây giờ. Những cái vị trí từ ngoại trưởng cho đến giám đốc tình báo, uh, cố vấn an ninh quốc gia, bộ trưởng quốc phòng ông Hesset Hoàng Vi vừa nói, rồi bộ trưởng tư pháp ngày hôm nay là ông Matt Gaetz làm nhiều người cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà có một điều mà không ai ngạc nhiên. Những gương mặt mà được chọn, tất cả đều phải có một cái điểm đầu tiên thưa quý vị. Đó là sự trung thành và trung thành và trung thành tuyệt đối đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Và cũng trong cái dòng thời sự đó, Washington Post nói rằng Nhóm chuyển tiếp quyền lực của ông Trump đang phát thảo một cái sắc lệnh hành pháp cho tổng thống có thể sử dụng. Để làm gì? Để mà thanh lọc ngũ giác đài, sa thải tất cả những vị tướng. Sa thải tất cả những vị tướng lĩnh và giới chức cấp cao của ngũ giác đài. Mà những người có cái quan điểm là work, có nghĩa là thức tỉnh đó thưa quý vị cái 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 xu hướng mà bên phía bảo thủ vẫn thường chỉ trích bên phía cấp tiến là work quá những cái tư tưởng mà đòi cái sự bình quyền nam nữ những cái sự công bằng về mọi sắc tộc rồi những cái quyền lợi cho cộng đồng LGBT plus, những cái tư tưởng đó nó work nó thức tỉnh lắm. bây giờ vị tướng nào mà vượt không đủ năng lực quốc phòng mà lại có cái tư tưởng quốc này chắc chắn là sẽ phải bị sa thải. The Wall Street Journal vào ngày hôm nay đã đưa ra cái bài báo đặc biệt như vậy và chắc chắn những cái nhân vật mà tướng lĩnh mà gọi là có cái sự chống đối hay là không có phục tùng đối với ông trump thì sẽ bị trảm sẽ bị lên đường đầu tiên bởi vì cái bản phát thảo này cái dự thảo này không có nói rõ vậy thì bây giờ những người quân nhân của mỹ những vị tướng lĩnh của mỹ phải làm sao để chứng minh rằng mình đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của bộ quốc phòng đưa ra là mình đủ năng lực quốc phòng nè mà mình không có cái tư tưởng về quốc nè làm sao để chứng minh cho nên nhiều người nói thực ra cái bản chất sâu xa của sắc lệnh hành pháp đó là để thanh trừng những cái nhân vật mà đã từng chống đối đối với ông Donald Trump và chính ông Hetzek thưa quý vị ông đã từng viết một câu nè cái việc mà cần làm bây giờ là phải sa thải ngay chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân là tướng Brown. Cho nên nhiều người nói những nhân vật mà đã không có ý phục tùng ông Trump và kể cả ông Mark Milley đã từng là chủ tịch liên quân của Mỹ đó phải hết sức cẩn thận trong cái đoạn thanh trừng sắp tới. Đó là câu chuyện về một cái nhân vật vô cùng quyền lực thưa quý vị và sẽ nắm bộ quốc phòng. Cũng trong dòng thời sự này thì tờ New York Times ngày hôm nay Hoàng Vi đọc được có một nhân vật chuyên viết những cái bài xã luận trên New York Times và cũng là một cái chuyên gia về kinh tế đã từng đoạt giải Nobel. Ông này có tên là Paul Krugman. Ông viết một bài xã luận và ông nói rằng những người dân Mỹ sắp tới sẽ really shock, sẽ bị sẽ rất là sốc với những cái diễn biến về kinh tế sắp tới dưới thời của tổng thống đắc cử Donald Trump. Dĩ nhiên khi người dân Mỹ lựa chọn ông Trump họ đặt cái yếu tố kinh tế lên trên hết họ cảm thấy chán ngán với tình hình kinh tế hiện tại đó là theo tâm lý của người dân mỹ những người mà đã bầu cho ông trump họ nghĩ rằng ông trump lên thì sẽ làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại và ít nhất là ông sẽ chiến với lạm phát sẽ không còn cái chuyện là giá cả thực phẩm những mặt hàng thiết yếu cao nữa sẽ không còn những cái chuyện về giá đi thuê nhà mua nhà cao nữa american dream sẽ được thực hiện trở lại đó là cái nguyện vọng của người dân mỹ khi bầu nên tổng thống đắc cử donald trump nhưng mà theo tác giả paul krugman ông nói rằng người mỹ cũng hãy sẵn sàng hãy chuẩn bị trong cái tâm thế sẵn sàng bởi vì có thể cái thực tế trong thời gian sắp tới đó nó sẽ không giống như những gì chúng ta mong đợi và hình dung bởi vì những cái chính sách của tổng thống donald trump ví dụ như cái chuyện đầu tiên là cái việc giảm thuế cho các tập đoàn giảm thuế cho các tập đoàn và làm lợi cho giới giàu sụ, giới tài phiệt tư bản của nước Mỹ. Và trong khi đó lại tăng thuế nhập cản lên các cái đồng minh và các cái bạn hàng của nước Mỹ. Chúng tôi cũng thưa quý vị nhiều lần rồi. Những cái động thái như thế này á, nó chỉ làm cho cái giá thành của sản phẩm sẽ tăng. Và chính chúng ta đây sẽ phải móc hầu bao, móc tiền túi để mà trả cho những cái mặt hàng mà phải nhập cản từ Mexico, từ Trung Quốc, từ Âu Châu và phải trả cái giá thành cao hơn rất nhiều. Dĩ nhiên những cái nhà sản xuất họ không có si khờ, bị đánh thuế lên và họ phải cắn răng để họ chịu cái khoản thuế đó, nô. No. Họ sẽ áp cái thuế đó vào cái giá thành sản phẩm và chúng ta phải trả cho những cái chuyện đó. Và vì, vì vậy những cái giá hàng tiêu dùng sẽ tăng. Và nếu như Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện những cái lời hứa của ông trong suốt cái chiến dịch tranh cử vừa qua nha. Là giảm thuế tập đoàn, rồi tăng cái thuế nhập cảnh hàng mặt những cái mặt hàng thuế quan đó. Và trong khi đó thì cái chính sách mà trục xuất 10 triệu di dân một lần nữa, nhiều người hoài nghi không biết là ông Trump sẽ thực hiện bằng cách nào. Mà nhân vật ông Trump biên giới Tom Homan đã từng nói mà chúng tôi đã thuật lại với quý vị ngày hôm qua, nói rằng thôi bây giờ di dân mà bất hợp pháp á nếu mà đã phạm tội hình sự thì chắc chắn là họ chính quyền là biết họ đâu sẽ tìm tới tận nơi và trục xuất. còn nếu những cái di dân không có giấy tờ mà chưa từng phạm tội gì hết á thì cũng nếu mà quý vị muốn là tự trục xuất chính mình có nghĩa là tự thu gón và rời khỏi nước Mỹ đi thì you are welcome be my guest cứ tự động làm cái chuyện đó. Đó là lời của ông Trump biên giới Tom Homan vừa mới được ông Trump chỉ định. Nhưng mà người ta nói thế này nè, không biết là ông Trump có làm được điều đó hay không bởi vì chi phí, bởi vì những cái trại detention và cần rất nhiều những cái trại tập trung và giam giữ. Chưa gì hết những cái lời tuyên bố này làm cho cổ phiếu của những cái nhà tù tư nhân là tăng vọt luôn. Sẽ được hưởng lợi, nhưng mà người dân Mỹ chắc chắn là sẽ gặp khó một lần nữa thưa quý vị bất kỳ người dân nào nhất là trên xu hướng hiện nay trên thế giới nước nào cũng vậy trước cái làn sóng di cư ào ạt như thế này vì thiên tai vì thảm họa vì chiến tranh vì xung đột nổ ra khắp nơi trên thế giới cái làn sóng di dân nó không chỉ xảy ra nước mỹ mà khắp nơi và làm cho người dân bắt đầu người ta tìm về cái chủ nghĩa dân túy là trên hết người ta chán ngán với chuyện di dân đây là một cái nhu cầu dễ hiểu và không ai là ủng hộ cho những cái chuyện mà di dân bất hợp pháp vô và gây ra những cái chuyện xáo trộn rồi những cái tội ác về cướp của, không ai đồng ý với chuyện đó và ai cũng muốn welcome di dân một cách hợp pháp. Nhưng mà hãy thử hình dung nếu như tổng thống đắc cử Donald Trump trục xuất được hơn 12 triệu di dân bất hợp pháp và trong đó rất nhiều người sống ở trên nước Mỹ hơn một chục năm trời không có giấy tờ. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vậy thì những cái món ăn mà theo kinh tế gia mà viết trên New York Times Hoàng Vi đang thuật lại, những cái thức ăn mà chúng ta đặt lên trên bàn vào những cái bữa tối đó, người dân Mỹ sẽ phải trả cho cái giá đó nhiều hơn là bởi vì những di dân không có giấy tờ họ làm việc trên cánh đồng trong những cái nông trại trong những cái khu mà bảo tồn quốc gia những cái công việc nặng nhọc và lương rẻ bèo đó người dân Mỹ sẽ không làm bây giờ trục xuất hết những những cái người di dân không có giấy tờ làm việc ở trại gà ở ở nông trại thì lấy thực phẩm đâu để mà cho người dân Mỹ có thể mua với một cái giá rất là hời. Vì vậy, hãy chuẩn bị trong thời gian sắp tới nếu như tổng thống Trump giữ đúng và thực hiện đúng những cái lời hứa của mình. Nhưng nói về chuyện chắc chắn quý vị sẽ có nghĩ đến trong cộng đồng người Việt cũng vậy. Có rất nhiều những người Việt từ Việt Nam đó đi sang nước Mỹ đi theo diện visa EB3. Quý vị sẽ nói tại vì Hoàng Vi nhận được rất nhiều những cái lời bình luận và email nói là vẫn có những người ví dụ như Việt Nam này, đi sang Mỹ theo cái diện EB3 là làm việc ở những cái nông trại đi sang Georgia đó, Atlanta làm việc đó, đi bằng diện hợp pháp đó. Nhưng mà quý vị có biết không rất nhiều người trong số đó sau cái thời gian mà làm việc trong nông trại theo đúng cái yêu cầu bắt buộc của cái visa dạng EB3 họ có được thẻ xanh 2 năm. Và họ bảo lãnh gia đình con cái sang. Và sau đó họ chuyển, họ không còn làm trong những cái công việc nông trại đó nữa. Và họ chuyển sang, họ đi làm neo hay họ làm những cái công việc nào khác mà không làm những công việc mà họ đi sang Mỹ bằng cái diện EB3. Cái chuyện đó nó không có gì sai hết á. Nhưng để nói một điều rằng chỉ có những cái di dân mà không có giấy tờ, họ chấp nhận nắng mưa, giải dầu và chấp nhận với cái giá rẻ bèo để mà trả lao động và họ làm trong nông trại để mà phục vụ cho đời sống của người dân Mỹ. Còn không có cái đối tượng di dân này rồi á, thì những ông chủ cả sẽ phải đi thuê mướn những cái người dân Mỹ. Nhưng mà chắc chắn là cái giá lao động sẽ phải tăng lên. Mà giá lao động sẽ phải tăng lên thì chắc chắn một lần nữa. Những tụ tư bản, những cái ông chủ cả lao động cũng không có si khờ. Và họ sẽ cộng những cái chi phí đó vào cái giá thành sản phẩm. Và chính chúng ta đây sẽ phải trả cho cái giá nhiều hơn hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại